Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường gỗ đang phục hồi trở lại. Hoạt động xuất khẩu hầu hết các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đều tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024. Điều này cho thấy ngành chế biến gỗ và nội thất Việt Nam đang đi đúng hướng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Việt Nam hiện có trên 100 triệu dân, nhu cầu tiêu thụ gỗ rất lớn. Mỗi năm có tới 70 đến 80 triệu mét vuông nhà mới được xây dựng, rất cần gỗ để phục vụ cho xây dựng như cốt pha, gỗ giản giáo. Bên cạnh đó là gỗ gắn với công trình, ví dụ như tủ bếp, ván sàn, cửa, vân vân. Những năm gần đây, nhu cầu về tiêu dùng đồ gỗ tại thị trường nội địa tăng lên mạnh mẽ. Trong đó nhu cầu mua sắm đồ gỗ trong hộ gia đình là tương đối lớn. Bình quân, mỗi hộ gia đình cần mua sắm đồ gỗ với khoảng 6 triệu đồng trên một hộ. Bên cạnh đó, nhu cầu đồ gỗ cho các khách sạn văn phòng cho thuê cũng có xu hướng tăng nhanh. Rõ ràng đây là một thị trường không nhỏ cho các doanh nghiệp trong nước có thể tận dụng để gia tăng doanh thu và thị phần. Ngoài cái thị trường xuất khẩu thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái thị trường hơn 100 triệu dân và cũng là ở một cái nước đang phát triển, nhu cầu cái gỗ là rất lớn. Công nghiệp gỗ thì thường nó phải ăn theo bất động sản. Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận để mà làm hai cái việc. Một, tức là tuyên truyền, nâng cao nhận thức để đảm bảo toàn bộ cái gỗ đưa vào chuỗi cung, kể cả gỗ nhập khẩu cũng như gỗ trong nước là có cái xuất xứ hợp pháp. Cái thứ hai là liên kết giữa các cái doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn với các cái làng nghề. Tuy nhiên, thị trường gỗ trong nước hiện nay còn thiếu kênh phân phối, sản phẩm đồ gỗ của các làng nghề khó tiếp cận được ngay với cả khách hàng Việt. Nguyên nhân cơ bản là do việc sản xuất và tiêu thụ đồ gỗ phần lớn là độc lập, khép kín, theo phương thức bán buôn nhỏ hoặc tự sản tự tiêu. Chưa hình thành được hệ thống phân phối sản phẩm hợp lý và định hướng tiêu dùng nội địa. Do vậy, để các sản phẩm của các làng nghề tại Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, các doanh nghiệp và làng nghề chế biến gỗ cần đổi mới nguyên liệu, mẫu mã sản phẩm, cải tiến hình thức, cũng như các giải pháp xúc tiến thương mại để ngày càng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Từ đó giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa. Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ thể sản xuất kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã, hoàn thiện sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm trên thị trường. Đối với sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ thì chúng tôi đẩy mạnh, tích cực đẩy mạnh cho các doanh nghiệp chủ động tìm thị trường tiêu thụ mới, các sản phẩm chú trọng hướng tới thị trường nội địa, phù hợp với nhu cầu và đánh giá của người dân trong nước và ngoài nước. Ngành gỗ có nhiều thuận lợi để tận dụng nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường trong nước và thế giới. Để trụ vững ở nội địa, doanh nghiệp này đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới, chuyển đổi số kỹ thuật để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao khả năng cạnh tranh để thu hút các đơn hàng, liên tục đưa ra thị trường những mẫu mã phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng. Thời gian qua, doanh nghiệp cũng đã chú trọng đến yêu cầu xanh hóa sản xuất, bởi đây đang là nhu cầu đòi hỏi cấp thiết mà các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ngành gỗ nói riêng cần chú trọng chuyển đổi. Các sản phẩm của mình là đồ nội thất gia đình, phục vụ cho các biệt thự và các nhà ở liền kề, các chung cư cao cấp, và nó là thường là về phong cách tân cổ điển và hiện đại. Nhưng mà mình dùng mặt hàng chủ yếu là gỗ tự nhiên, nên là cái việc mà kết hợp máy móc thì phải đi với cả tay nghề của thợ nữa, chứ không phải là chỉ sử dụng riêng máy móc công nghệ cao. Thị trường gỗ đang phục hồi trở lại. Thị trường trong nước và xuất khẩu đối với hầu hết các sản phẩm gỗ đều tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2024. Cùng với đó, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đã cập nhật nghiên cứu xu hướng thị trường và chuyển đổi từ gia công xuất khẩu sang thiết kế các mẫu mã mới, đẹp mắt và có chất lượng tốt. Điều này cho thấy ngành chế biến gỗ và nội thất Việt Nam đang đi đúng hướng, không chỉ gia tăng giá trị xuất khẩu, mà còn từng bước nâng cao vị thế, thương hiệu đồ gỗ Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.